Thì xin chào tất cả các em cần thủ đam mê cá tình Trung Quốc. Em tập một clip gồm một lô máy câu nha mọi người. Thì lô máy câu này có những con máy bãi nè, máy này xe tầm khoảng 1.000 2.000 thôi, vài con máy lô ra giá cũng ok. Rồi để vô cụ thể từng máy cho mọi người xem, shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu hàng loại của clip sắp lên đó, anh em cứ quay về shop nha. Rồi cảm ơn mọi người. Máy thứ nhất tham khảo. Thì máy thứ nhất là cho mọi người một con máy của Daiwa. Thì con này một con dạng dạng máy bãi, xe này ra tầm khoảng 500 thôi đó. Con này chuyên về cho anh em nào câu tôm đó. Câu tôm có cảm giác đó, đánh nhỏ nhẹ, máy rất là ok nhá. ST600 sập ben dạng máy bãi câu tôm. Vậy thì ba mực mà đó, rất là ok nhá. Đây là ok, vị tải ok. Rồi giá công khai máy số nhất, máy số 1 giá là 300 nha mọi người, 300 cộng ship. Tiếp theo máy số 2, máy số 2 cũng vậy, một con ST700 đó. Con này xây ra tầm khoảng 1.000 đó, 1.000 mà hoạt động thì rất là ok. Những con này về câu tôm đó, cá tầm 1-2 kg thì câu thả ra rất là khỏe luôn. Tổng thể của hình thì có xây sát nhá, có xây sát. Rồi giá máy số 2 giảm là 300 nhé, xây ra tầm khoảng 1.000. Tiếp theo máy số 3. Con số 3 này con này đẹp nè. Thì con này một con Olympic. Đây mình con ngựa nè, đó. Tiếng rắc của bên nghe cũng rất là ok nè, đó. Nồi cũng còn rất là sáng luôn. Đó. Con này cũng thích hợp về cho anh em câu tôm, câu cảm giác nhỏ nhẹ ghẹ. Đó. Nhỏ nhẹ. Hoạt động rất là ok, bên sóng nha. Tiếng rắc nghe rất là ok luôn, con lăn đẹp nè, đó. Hàng vẫn là hàng của Nhật. Rồi giá công khai con máy số 3 giá là 400 nha, 400 cộng ship máy số 3 ok nhé. Con này được cái đẹp, con ngựa Olympic, máy 1.000. Tiếp theo máy số 4, máy số 4 là cho mọi người một con hàng Chromit, con này của Hàn Quốc đó. Thì con này bán cho mọi người thì tặng dây bia luôn, có bia cho mọi người trong đây nè, cái này là bia nhé. Thì con này có xe tương đương ra tập khoảng 2.000 đó, 2.000 nha mọi người. Cước bia để xem, cước bia con này số 1 chỉ được 100m nha. Số 1 chỉ được 100m nè. Bia máy cũng còn rất là mới luôn đó. Máy mới bóng đẹp nhá, hoạt động thì ok đó. Con này về anh em là tập luôn nhá, ABS đầy đủ, pha dính pha dính rất là khỏe, mua bên sóng mấy cước ok, trả ngược ok, trả tới ok đó. Đây, phá dính. Rồi giá công khai máy số 4 giá là 200 nhé, 200 cộng ship. Tiếp theo máy số 5, máy số 5 lên cũng người một con Daiwa. Thì con một con Daiwa của Việt Nam xuất Nhật, mấy của Việt Nam, mấy Việt Nam. Thì con này có xe tương đương tầm khoảng 4.000, cước 4.150m, mua bên là mua bên sóng, nồi kim loại nhá, rất ok. Tổng thể mô hình ở đây nó tương đối nha mọi người, nó không xấu mà cũng không đẹp, vẫn là tương đối. Nhưng máy này nó mặt đạn nó bị kêu nè, thấy không, quay sạc sạc sạc, cái này kêu mặt đạn nha mọi người. Nhông cổ thì ok hết, máy hoạt động ok đó, kêu mặt đạn. Rồi giá công khai máy số 5 giá là 200 nhé, giá này giá dạng thành lý đây, 200 một con máy tay qua của Việt Nam. Tiếp theo máy số 6, số 6 lên cho mọi người một con máy Beomaster, một con máy của Japan. Thì con này một con Beomaster 3.000, xe tương đương là tầm 3.000, con này 4 mặt đạn nhé, chạy 4 mặt đạn, con lăn đồng thao sáng nha. Máy thì hoạt động rất là ok, không lỗi nhé, hoạt động ok không lỗi, mua là mua bên sóng đó, lấy cước ok. Tổng thể ngoại hình thì con này có xây xác nhá, về con này về mà anh em nào chịu khó vệ sinh lại rất là ok luôn đó. Rồi giá công khai máy số 6 giá là 350k nha mọi người, đó, số 6 350k cộng ship. Máy số 7, con số 7 lên cho mọi người một con máy Daiwa. Thì con này một con Daiwa Lucid. Đây, một con Daiwa Lucid 2500.
Thì con này nó có xây tầm khoảng, để xem thông số cước xem. Con xe này ra tầm khoảng 3.000 nha mọi người, cước số 3 như 150 m. Đây, tổng thể ok nhé. Tổng thể ngoại hình ok. Có xây sát nè, đây. Ở đây nó bạc màu một tí. Thì con lưu xe này của China xuất Nhật. Đó. Tổng thể ok nhé. Con này về anh em nào tập luôn, đó. Câu lua, câu ngâm cũng được, câu lăn xe cũng rất là ok. Hoạt động ok rồi, đó. Bay ngược ok. Quay tới ok, đó. Hoạt động mượt mà nhé. Rồi, giá công khai mã số 7, giá là 350k cộng ship nhé. Tiếp theo mã số 8. Mã số 8 lên mọi người vẫn là một con lua xe, nhưng mà con này nó phù hợp nhé. Phù hợp sách, học và sách thứ nhất đó. Thì con này nó dạng mới 100% nha mọi người, mới 100%, máy chưa qua sử dụng, còn tem mới đây đó. Thì đây có thể ngoại hình máy rất là đẹp luôn nhé, máy rất là đẹp, bộ là mùi sống đẹp, rất ok, con lăn đẹp luôn, dạng máy chưa sử dụng thì tổng thể ok rồi. Thì con này có xe tương đương ra tầm khoảng 2.000, ngàn gửi 2.000 nhé. Cước 1.5 như 150 m, cước số 2 được 100 m. Thông số nó đây, rất là ok á. Máy chưa qua sử dụng thì hoạt động mượt mà rồi, rất là mượt luôn. Pha dính nè, đó. Quay ngược ok nè, đó. Quay tới ok nè, rất là êm nha mọi người. Thì đây thông số trên hộp máy số 8 ABS, 3 mặt nạ là thông số, dòng tua là 5.1.1 nhé, nặng là 290 g, 95 g. Rồi giá công khai mã số 8, giá là 600 nha mọi người, 600 cộng ship máy số 8. Thì con này được sản xuất tại China, xuất trên thị trường Nhật. Tiếp theo máy số 8, máy số 9 lên cho mọi người một con máy Daiwa Emblem. Đây, một con Daiwa Emblem, một con này anh em rất là thấy câu đây, nó được cái nó bền, bền mà khỏe. Thì con này chạy 4 mặt đạn. Đây, 4 mặt pin. Con này 2500i, nó xây tương đương ra tầm khoảng 3.000. Cước số 3 được 150 m, cước số 2 được 200 m. Tổng thể ok nha mọi người. Đó. Đẹp. Con lăn này, lăn rất là sáng đẹp nha. Thì con em Emblem được sản xuất tại Nhật Bản nha mọi người, Mercedes-Benz. Tay quay nấm gỗ. Máy đỏ trái phải bình thường, hoạt động thì rất là mượt đây, đó. Khởi bàn. Nó là bộ bên sống. Lấy cước ok, đó. Máy cũng còn rất là ok luôn. Con này về cho anh em là lua lóc, lua chẽm, rất là im, máy tập lua, máy rất là khỏe. Rồi giá công khai máy số 9, giá là 700 nha mọi người, 700 cộng ship máy số 9. Tiếp theo máy số 10, máy số 10 là cho mọi người một con khá là thương hiệu. Đó. Đây một con máy của Shimano Nasit. Thì con Nasit này thì là một con máy dạng đời cao, đời 2010 nha mọi người. Thì con này có xuất sắc nè, đó. Nasit C3000, dòng máy body luôn. Nồi thì ok rồi, đó. Mới các cả các quành trên đây gặt ok cho người, còn tương đối bóng nha anh em yên tâm. Thì tổng thể của mình đây có xuất sắc nè, dạng chốc sơn nè, chốc sơn tay quay ok. Nhưng mà con này về anh em câu thì yên tâm nhé, rất là mượt luôn. Anh em quay mà nó dạng nó sượng không thôi, nó kêu âm thanh lạ vậy đó, cứ gửi qua cho shop nha, shop bảo hành luôn đó. Máy ABS đầy đủ nha, hoạt động đây rất là mượt đó. Anh em về cứ kiểm tra, nếu quay giống không giống shop quay trên clip này thì anh em cứ gửi về nha. Máy thì ngoại hình xuất sắc, nó rõ lại ngoại hình xuất sắc nè đó. Thì con này 3.000 c, thì xây tương đương tầm khoảng 3.000, cước số 3 với độ 100, cước số 3 được 150 m, cước số 4 được 120 m nha. Bê thì bê số 2 cho được 100
80m, BE 1.5 giờ 210m nha. Đó, anh em về đánh BE câu chẽm câu lóc là ok, khỏe gu. Đó, máy rất là mượt luôn. Rồi, giá công khai máy số 10, giá là 900 nha, 900 cộng ship máy số 10. Tiếp theo máy 11. 11 ra cho mọi người một con máy của ELF. Đây, một con máy của Shimano. Thì con này 2500S, máy có nông nha mọi người, máy có nông. Đó. Mua bây giờ mua sống. Dòng máy có nông này về chuyên cho anh em nào có lóc rồi. Đó. Còn lăng này còn rất là mới luôn. máy tổng thể nhìn rất là mới luôn. Đó. Con này sản xuất tại Malaysia. Đấy rồi, rất là mới nha. Mua bên là 46. Đây cứ ok. Đứt đây, đó. Rất là đẹp nha. Chiếc xác là ít luôn. Đó. Đấy đẹp. Tay quay nó đây. Máy thì hoạt động rất là mượt này, đó. Bao ngon lành, bao mượt mà của anh em luôn, ABS đầy đủ, đó. Rất là mượt nha mọi người. Quay ngược ok. Thì con này có thông số cước đây, BE. Thì BE số 1 như là 100m, 110m, BE 0.8 được 150m, đó. Máy đẹp, rồi giá công khai máy số 11 giá là 1.1 triệu nha. Tiếp theo máy số 12. 12 lên cho mọi người một con máy của Shimano Biomaster 2000. Thì con 2000 này một con 2000 của Nhật sản xuất cho mọi người. Đây, Biomaster 2000 hàng Japan. Con này một con máy hàng lô gấp im luôn. Mà được cái clip trong clip này thì con này nó xuất sắc nè. À, con này xuất sắc được gọi là xuất sắc nhiều. À, nhiều luôn. À. Xuất sắc. À, thì anh em nào mà không quan trọng ngoại hình á, quan trọng về chất lượng, về lua thì lấy con này về lua thoải mái luôn đó. Rất là mượt, dạng này về lua rất là khỏe luôn, mượt mà nha mọi người. Lua là mô vi sống, lấy cước ok, ABS hoạt động ok, quay ngược êm mượt nè đó. Quay tới êm gu luôn nè đó. Rồi giá công khai máy số 12 giá là 1.4 triệu nha mọi người, 1.4 triệu cộng ship. Máy số 12, hàng Japan, BO 2000. Tiếp theo máy số 13. Thì máy số 13 lên cho mọi người một con hàng của Biomaster. Thì con này một con Biomaster 2000, đó, hàng đôi chuột. Thì dòng màu trắng này rất nhiều anh em chuộng luôn, vì cái độ khỏe, độ trâu của nó. Máy này máy tay quay đôi, đó, hàng đôi chuột. Máy hoạt động rất là mượt. Con này được sản xuất tại Japan. Mô pin của nó thì có hỗ trợ xả cước nhanh nè. Đó. Gạt qua đây là cứng lại đây. Đó. Xả mô pin chùa đứt. Đó. Xả mô pin đuôi nè. Hoạt động thì mượt mà. Đó. Rất là êm nha mọi người. Không lỗi. ABS đầy đủ. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Êm mượt. Thì con này nó bị lai cái nắp bên đây nha mọi người. Đó. Nó rõ ràng như mọi người. Đó, bị lại nắp bên đây. Đó, hoạt động ok nhé. Rồi giá công khai máy số mấy ta, số 13 giá là 800 nhé. Tiếp theo máy số 14. Máy số 4 lên cho mọi người quẳng một con máy Biomaster. Thì con này một con máy Biomaster 2000. Con 2000 thì cứ số 2 chưa được 150m, cứ số 3 được 100m. Tổng thể ngoại hình thì có xe xác ít nè, xe xác nha. Đây là buôn sống, hàng Japan sản xuất, tay quay đấm gỗ, hoạt động thì rất là mượt rồi. Đó, con này quay co lóc khỏi chê. Quay ngược ok, quay tới ok. Rồi giá công khai máy số 14 giá là 1 triệu luôn nha. Đó, 14 là 1 triệu. Tiếp theo máy số 12. 15 lên cho mọi người một con máy của Anoc. Đây, một con Anoc Shimano. Thì con này một con 2500, được sản xuất tại Malaysia. Tổng thể con này thì hoạt hình, ngoại hình rất là đẹp luôn. Có hỗ trợ xe cước nhanh nè. Đó. Cứng nè. Đó.
máy đua chuột, máy đề cao rất là đẹp. Con này ngoại hình nó rơi tầm khoảng 90-93% nha. Con lăn nè, ok, sáng bóng, máy thì hoạt động ok ra, không lỗi lầm. Đó. Con này 2500 thì cước xuống 2.5 giờ được 150m nha mọi người. Đó. Cước số 3 được 120m. Máy ABS đầy đủ, pha dính. Quay ngược ok, quay tới ok. Rồi, giá con khang máy số 15, giá là 1.1 triệu nha. Tiếp theo qua nhanh cho mọi người là con máy số 16, 17 và 18. Thì ba con này khách gỡ thanh lý nha. Tiếp theo mã số 16. 16 lên cho mọi người là một con máy của Daiwa. Thì đây một dòng Daiwa của Candina. Đó. Đây mọi người, Daiwa Candina. Đó. Thì con này một con 2506H. Thì H cái này là dòng tuôn nhanh nha mọi người, dòng tuôn tầm khoảng 6 chấm. Cái ròn chấm nước cái còn nè. À, thì con máy này nó có mặt siêu nha mọi người. Công nghệ mặt siêu này là nó kháng nước, kháng nước nha. Đó, kháng nước biển luôn. Đó, câu biển vô tư. Thì dòng có nông này về cho anh em là co lóc. Tay quay xích rừng. Vậy anh em là co lóc, cốt và cốt cho lực nha. Đây, mô bin của những con này kêu rất là đã. Rất là nhức găng nha mọi người. Thì thông số bê, thì bê 0.8 đến được 140m, bê số 1 trên 110m. Thì con Carina được sản xuất tại China nha. Đây, đó. Tổng thể ngoại hình có xây sát nha mọi người, xây sát nha. Nhưng mà được cái thì hoạt động ok, rất là mượt. Đó. Dạng đời cao. Quay ngược ok. Đó. Quay tới ok. Rồi, giá con khang mã số 16, giá là 1.5 triệu nhé. Tiếp theo mã số 17. Đây, con 17, con Carina 2506. Thì dòng tô con này khoảng 5 chấm nha mọi người, dòng tô 5 chấm. Có mặt siêu. Hoạt động êm mượt. Đó, rất là êm luôn. Đó, những con này hoạt động rất là êm. Anh em nào về cầu lóc thoải mái. Tiếng rắc của mô bin nó nghe cũng rất là đã nè. Đó. Cứ ok, cái phần này rất là bự luôn. Đó, bự và khỏe. Con lăn thì ok đẹp rồi. Ngoại hình có xe sát nè. Đó. Thì vẫn có công nghệ mặt siêu nè. Đó. Quay ngược ok, quay tới ok nè. Ngược ok. Mượt mà luôn á. Tới ok. Rồi, giá con khang mã số 17, giá 1.5 triệu nha. Tiếp theo mã số 18. Thì con 18 con này còn hợp nha. Đây, Carina mặt siêu. Dòng tua 6 chấm, nặng là 205g, 225g. Thì con này còn sách hướng dẫn. Có hộp và sách hướng dẫn. Máy cũng còn rất là ok. Xước sát đây tí. Khả năng đẹp. Tổng thể ngoại hình ok, hàng của China sản xuất. Mô bin nè, mấy con này mô bin nghe rất là nhức tai luôn. Rất là đã. Hoạt động này rất là mượt đây. Đó. Ok. Quay tới ok ha, rất là mượt. Mô bin ABS đầy đủ nha. Hoạt động ok. Rồi, giá công khang mã số 18, giá là 1.6 triệu nha, có đang còn hợp. Tiếp theo lên đây. Lên đây là con mã số 19. 19 lên mọi người một con máy Daiwa Luiat, một dòng máy đời, một dòng máy cao cấp của Daiwa nha. Thì có một con Daiwa Luiat được sản xuất tại Japan. Đây. Thì con này một con Daiwa Luiat 2506. Thì con này bị bay cái thông số rồi. Nhưng mà cối còn rất là đẹp nha mọi người. Đây. Đó. Thì cước 0.8 á, thì vô được 100, để xem, bè 0.8 thì vô được 140m, bè số 1 thì vô được 100m nha. Đó, con đi Luiat này, con lăn còn rất là mới sáng, tổng thể ngoại hình rất là đẹp luôn, đít thì ít bị xước nè. Đó, tổng thể ok nhá, con này về anh em lưu lóc là hết bài, rất là khỏe, hoạt động rất là mượt nè. Đó. Có cốt và cốt trợ lực, ABS đầy đủ,
về ngược ok, về tới ok nè, góc liềm nhá, tiếng kêu mua bên cũng rất là ok. Rồi giá công khai máy số 19, giá là 1.800.000 nha. Tiếp theo con 20 của 21 là một con nha mọi người, hai con một cặp. Thì con này một con máy Daiwa, quay ra Daiwa 2500 BR. Thì BR dòng nó có hỗ trợ sạc rất nhanh nhá. Thì con này còn sắt, còn sắt và còn túi đó. Đây thì con này cũng đăng lên thanh lý cho mọi người luôn. Con này đời 2018 nha mọi người, đời 2018. Máy rất là đẹp, máy dạng ánh kim, máy có ABS đây, sạc cực nhanh đủ thứ luôn, máy dạng sơn ánh kim rất là đẹp luôn. Hàng của China xuất Nhật, có sạc cực nhanh, máy thì mới keng sợi ben chưa qua sử dụng, máy rất là đẹp luôn. Tiếng gắt của Mobin nè, nghe cũng rất là chói tai nha, nghe rất là đã. Đây là gắt của sạc cực nhanh đó. Nè, quay cái sạc cực nhanh tự động nha đó. Máy hoạt động rất là mượt đó, mượt và đầm, ABS đầy đủ, quay ngược ok, quay tới ok đó, cắt điểm nha. Rồi con máy số 20 thì nó dòng tua 5.1.1, nặng là 320 gram, max rắc của nó là 6 kg, 3 mặt đạn nha mọi người. Thì thông số BE đây, BE1 chưa được 280m, BE1.5 được 200m. Anh em đánh cước thì cước số 2 được 200m, cước số 3 được 150m. Rồi giá cũng khang mã số 20, giá là 1.200.000 nhé. Máy giá là khá là hời nha mọi người. Còn 21 vẫn vậy đó, một cặp nha. Đây, 21 một cặp cho mọi người, máy còn rất là đẹp luôn. Rồi giá cũng là 1.200.000 nha, còn 21. Tiếp theo mã số 22, 22 lên cho mọi người một con máy Prerod, một dòng Prerod SW của Shimano. Thì dòng này kháng nước nha, kháng nước biển, câu biển vô tư nha mọi người. Đó, nồi rất là đẹp luôn nè. Tiếng rắc mô bin nghe cũng rất là ok, để cực ok. Con lăn đẹp nha mọi người, con lăn đẹp Shimano Malaysia Prerod SW5000HG. HG dòng tua khoảng 5.6 nha mọi người. Máy thì hoạt động ok rồi, im mượt nha. Đó, ABS đầy đủ, hoạt động rất là im mượt. Đó, MR 40 sóng, đây cước ok, quay ngược ok nha. Cái này nó đời cao, nó có cái trả ngược cho mọi người. Đây, ABS phá dính nha, hoạt động im mượt nè. Đó, thì con này có một lỗi này, tay quay của nó đây, nó bị rạn chỗ này nè. Nhưng mà không sao nha mọi người. Đó, câu vô tư nha. Đó, máy sau thì sẽ shop sẽ nói vậy cho mọi người. Rồi giá công khai máy số 22, giá là 1.600.000. Thì con này 5.000, có xe tương đương 5.000 thì BE số 3 được 240m đó. Con này anh em về câu dít, không thôi anh em câu lua lóc cũng rất là ok nha. Đó, máy rất là lực. Rồi giá công khai máy số 22, giá là 1.600.000. Tiếp theo máy số 23, 23 lên cho mọi người một con máy Shimano có nông. Thì con này một con cối nông của Shimano, hàng Power Aero nè đó. Thì con này Shimano chạy 5 mặt đạn, hàng cối nông. Thì hàng cối nông này thích hợp cho anh em câu bạc bãi, câu bạc bãi, câu lục đó. Dòng tua nó cũng rất là ok đó. Dòng tua rất là bự, đánh cước vô rất là nhanh nha mọi người đó. Thì con này có xe tương đương gần khoảng 8.000, cứ số 8 mới được 200m, cứ số 10 với 150m. Hàng này hàng của Japan sản xuất nha, hàng của Nhật. Đó, mua bên sóng, này cước ok nha. Con lăn bằng nè, con lăn rất là đẹp nè, hoạt động rất là êm mực. Đó, con này nó dục cước rất là dữ nha mọi người. Đó, rất là khỏe và dục cước rất là khỏe luôn. Rồi giá công khai máy số 23, giá là 1.000.000 nha. Tiếp theo máy số 24,
24 lên cho mọi người một con máy của Daiwa, một dòng Daiwa Farm. Để lấy cái này ra đi, quay dưỡng cái này sạch sẽ. Đây một dòng Daiwa Farm của Thái Lan mọi người, 4000G. Thì con này có ABS, ABS. Một số anh em á, có thể thấy một số anh em có thể lấy con này đi dứt điện cũng được, đi dứt trong thời câu lóc cũng rất là ok. Tay quay nó mọi người làm rất là ok nha, hầm hố đó. Đó, rất là hầm hố nguyên. Thì con farm này nó có xe gơ tầm khoảng 6000, nếu đo với máy Shimano 6000 nha. Đây con 5000 mới lên, đây con farm 4000 bự hơn nha mọi người, nó gơ tầm khoảng 6000. Thì thông số bê, thì bê số 3 được 300m, bê số 4 được 220m. Tổng thể ngoại hình rất là ok nhé. Đây một con farm của Thái Lan. Đây, hàng đây qua Thái Lan nhé. Máy hoạt động rất là im mực. Bơm là bơm sống. Đây cước ok. Đây qua. Thì máy này có xây sát ít nha, rất là xây sát ít. Xây sát đây. Đó. Nhưng mà tổng thể thì hoạt động ok là được đây, nó hoạt động rất là ok nhé, ABS đầy đủ, lắc mà lắc quay lắc quay. Đó. Còn này anh em nào về mà đánh lóc gừng á thì khỏi chê rồi. Đó. Rồi giá con thang máy số 24 giá là 1,3 triệu nha mọi người, 1,3 triệu máy 24. Tiếp theo máy số 25 lên cho mọi người một con máy Daiwa. Thì con là một dòng Daiwa khá là tiếng, đây một con máy Daiwa Kit. Thì con Daiwa Kit này là con Daiwa Kit 3500. Con này được sản xuất tại Nhật nha mọi người. Đây, main Japan. Bộ pin của nó là bộ pin sóng. Máy 3000 á thì 3500 á nó sẽ tương đương ra tầm khoảng 5000. Cứ số 5 như là 150m, cứ số 4 như được 200m nhá. Ra tầm khoảng 5000 thì loại này thì chuyên cho anh em câu lóc rồi. Đó, câu lóc. Anh em câu ngâm có được, câu ngâm có lăng xê cũng rất là ok. Máy thì hoạt động rất là mượt. Đó. Quay ngược ok. Quay tới ok. Đó. Máy rất là êm nha mọi người. Thì con này nó có xuất sắc nhá, xuất sắc rất là nhiều luôn. Đây, đó, xuất sắc. Xuất sắc nha, máy xuất sắc. Đó. Bên đây cũng vậy. Nhưng mà cái chất lượng hoạt động của máy á, thì khỏi chê nha, anh em về đánh thoải mái. Nhấn nút nhấn cái này nó cũng quay nữa nè, rất là mượt nha. Rồi giá công khai máy số 25 giá là 2 triệu nha mọi người, 2 triệu máy số 25. Tiếp theo máy số 26, thì 26 lên cho mọi người một con máy Abu. Thì con này một con máy Abu Cardinal 5000, có xe tương đương ra tập khoảng 6000. Cước số 6 với từ 150m. Đó. Bộ pin của nó là bộ sóng nè. Đó. Để cước ok. Đang đây. Dòng xứ này rất là đẹp nha mọi người. Đây, con này chạy 4 mặt đạn. Máy này mới 100% nha. Đó, máy mới 100%, máy không hợp. Thì con này em lấy từ thị trường Nhật về. Đó. Dòng tô nó 4.8.1. Anh em nào mà câu lóc gừng á, lấy mấy con này đánh cũng rất là êm luôn. Đó, tay quay dạng tay quay nấm tròn. Đó. Và động rất là mượt vì là máy mới 100% mà. Đó. Máy này thì shop về được tầm khoảng 30 máy nha mọi người. Anh em cứ chốt thoải mái. Về anh em câu lóc, câu lăn xe hôm nay anh em câu ngâm cũng vô tư nhá. Máy rất là êm. Cỏ là có kim loại nhá. Cỏ là có kim loại. Rồi, giá công khai máy số 26 với là 800 nha mọi người. Rồi đó tổng cộng là 26 máy câu lên cho mọi người hôm nay. Nếu mọi người chốt lại số điện thoại nhé, con máy nào chốt lại số ship shop số điện thoại. Rồi cảm ơn mọi người.